19. Phẩu để trừ tân. Đánh bùn sang ao, không bằng nhổ cỏ tận gốc. Đánh bùn sang ao là trị ngọn, chỉ đào tận gốc trúc tận rễ mới là trị gốc. Nước sôi hoàn toàn dựa vào sức lửa. Lửa càng to, nước lại càng sôi mạnh. Rút củi đáy nồi chính là cách tốt nhất để nước không sôi nữa. Ngụy Mục là người biên soạn sách Ngụy của thời Bắc Tề. Ông đã từng nói rút củi để nước ngừng sôi, cắt cỏ phải cắt tận gốc, ý muốn nói, cần giải quyết vấn đề một cách căn bản. Người đời sau đem câu nói của ông sửa lại thành đánh bùn sang ao không bằng nhổ cỏ tận gốc, dùng ngữ khí cường điệu và so sánh để nói lên việc trị ngọn không bằng trị gốc. Chẳng hạn, có người mắc bệnh, bệnh nguy cấp chữa trị linh tinh, hoặc đau đầu chữa đầu, đau chân, chữa như thế không bằng tìm ra nguồn gốc của bệnh, tùy bệnh mà bốc thuốc, giải quyết triệt để. Lại như ngày xưa trị thủy, ông Cổn thì đắp đê ngăn nước, còn ông Thuấn thì dùng phương pháp dẫn nước, người sau nói phương pháp của ông Cổn là trị ngọn, phương pháp của ông Thuấn là trị gốc. Trị ngọn chỉ là đánh bùn sang ao, trị gốc mới là phẩu để trừ tân. Trong trận chiến Quan Độ thời Đông Hán, Viên Tào đối chọi với nhau ở Quan Độ. Viên Thiệu có 10 vạn quân, lương thảo đầy đủ. Tào Tháo chỉ có 2 vạn quân mã, hơn nữa lương thảo chỉ đủ dùng cho 1 tháng. Với tình trạng thực lực chênh lệch như vậy, Tào Tháo muốn dùng kế phẩu để trừ tân, cắt đứt đường cung cấp lương thảo của địch, nhưng khổ nỗi không biết vị trí kho lương thảo của quân Viên Thiệu. Lúc đó vừa may có mưu sĩ của Viên Thiệu là Hứa Du bị bức đến hàng, nói với Tào Tháo, hơn 1 vạn xe lương thảo của Viên Thiệu đều ở Ô Sào. Cách đại bản doanh của Viên Thiệu hơn 40 dặm về phía bắc, do đại tướng Thuần Vu Quỳnh thống lĩnh hơn 1 vạn quân coi giữ. Thuần Vu Quỳnh không có tài cán gì, chỉ cần phái một đội khinh kỵ đánh tập kích, đốt sạch lương thảo, không đầy 3 ngày sau, quân Viên Thiệu sẽ tự tan rã. Thế là Tào Tháo bèn cho Tào Hồng, Tuân Du giữ đại doanh Quan Độ, đang đêm đích thân dẫn 5.000 quân mang cờ hiệu của Viên Thiệu, đóng giả thành quân Viên Thiệu, bịt miệng ngựa lại, quỷ không biết người chẳng hay theo đường nhỏ tiến tới Ô Sào. Quân Tào đột nhiên xuất kích, công phá quân Viên Thiệu, chém tướng địch Thuần Vu Quỳnh, đốt sạch lương thảo. Quân Viên Thiệu bỗng chốc hoang mang dao động, tướng sĩ không còn ý chí chiến đấu nữa. Quân Viên Thiệu lúc này như ra trận mà không có dũng tướng, cố thủ mà không có lương thảo, vừa mới bị quân Tào đánh đã rối loạn. Toàn quân tan tác, Viên Thiệu chỉ còn cách dẫn 800 tàn quân vượt sông Hoàng Hà, chạy về quê cũ. Trong cuộc chiến tranh, lương thảo là khâu then chốt vô cùng quan trọng. Tào Tháo biết rõ rằng quân không lương thì chết nên tập kích Ô Sào, từ đó đập tan khí thế mạnh mẽ của địch, làm tan rã tinh thần của quân Viên Thiệu, cuối cùng giành được thắng lợi. Ở đây, kế mà Tào Tháo dùng chính là kế phẩu để trừ tân. Trong thương trường thời nay, đứng trước đối thủ cạnh tranh có thực lực mạnh hoặc khách hàng khó có thể tranh thủ, không nên trực tiếp giao tranh thực lực hoặc tranh thủ trực tiếp mà nên phẩu để trừ tân, làm thay đổi tình hình có lợi cho đối thủ, làm yếu đi một số nhân tố quan trọng của đối thủ, khiến đối thủ bị tan rã một cách cơ bản, cũng chính là dùng biện pháp lấy nhu khắc cương để đạt tới mục đích. Để chất lượng tỏa sáng. Ở Trung Quốc, câu nói không sợ không biết hàng hóa mà chỉ sợ không biết so sánh hàng hóa từ lâu đã trở thành câu nói cửa miệng của nhiều người. Vào những năm 1989 đến 1990, thị trường Trung Quốc suy yếu, nhiều xí nghiệp đã nhờ vào chất lượng vững chắc, thay đổi mẫu mã hàng hóa để vượt qua cửa ải này. Hiện nay càng có nhiều nhà doanh nghiệp nhận thức được rằng chất lượng là sự sống còn của sản phẩm. Vào mùa đông, chăn lông tất nhiên phải là loại hàng hóa bán chạy. Nhưng tin tức từ thị trường phồn vinh Thượng Hải vào đầu năm 1990 lại cho thấy tình hình không hoàn toàn như vậy. Lấy ví dụ tại cửa hàng của công ty Bách Hóa số 1 Thượng Hải, việc tiêu thụ chăn lông của hai quầy hàng hai bên khác nhau một trời một vực. Một bên hàng bày trên giá tuy rất đẹp, có sản phẩm của các nơi như Chiết Giang, Giang Tây, An Huy, Hà Nam, lượng bông mỗi loại một khác, nhưng chỉ có lèo tèo vài người hỏi mua. Còn tình hình bán ra ở quầy bên kia thì hoàn toàn khác. Trước quầy, một tấm bảng viết, xưởng lông Vũ Lệ Thủy Chiết Giang, xí nghiệp nhà nước cấp 2 rất nổi, sau tấm cửa kính trong suốt, xưởng lông Vũ Lệ Thủy đang làm việc tại hiện trường. Mấy nhân viên bán hàng trên đầu đính lông vũ trắng đang bận tíu tít, họ nhồi lông và sau đó bán ngay tại chỗ theo yêu cầu về lượng bông, chất liệu vải và trọng lượng mà khách hàng thích. Hàng chục người đứng xếp hàng tranh nhau mua, khách hàng đứng bên ngoài thỉnh thoảng lại nhập vào đội ngũ. Một đôi thanh niên nam nữ mắt dán vào đám lông mà họ chọn đưa qua bàn cân điện tử tính chính xác trọng lượng. Số lông này được nhồi vào một cái vỏ chăn mà họ thích, sau đó được may ngay tại chỗ. Họ bước ra khỏi đám người với vẻ thỏa mãn. Dùng quầy hàng làm phân xưởng, sản xuất tại chỗ, bán tại chỗ, đây quả là một tuyệt chiêu độc đáo của xưởng lông Vũ Lệ Thủy. Vốn là, trong một thời gian, hàng trăm loại chăn lông của hàng trăm xưởng lông vũ trên toàn quốc cuồn cuộn chảy về Thượng Hải, tràn ngập thị trường, trong số đó khó tránh khỏi thật giả, vàng thau lẫn lộn. Cùng với việc người tiêu dùng không ngừng kêu ca phàn nàn, uy tín của chăn lông ở Thượng Hải bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong tình trạng đó, xưởng lông Vũ Lệ Thủy đưa ra tuyệt chiêu của mình. Họ thấu hiểu những khó khăn của người tiêu dùng khi mua hàng,
chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, hàng giả quá nhiều, Ben triển khai nghiệp vụ nhồi chân lông tại chỗ. Để khách hàng có thể trông thấy lượng lông nhồi, chất liệu vải, kích thước và có thể tự do lựa chọn, loại bỏ chứng sợ hàng giả của khách hàng đối với chân lông, giành được sự tín nhiệm của họ. Tuyệt chiêu này tuy hơi kỳ cục một chút, nhưng rốt cuộc xưởng sản xuất này đã thành công, làm cho người khác thán phục. So với các doanh nghiệp khác, các nhà doanh nghiệp của xưởng lông Vũ Lệ Thủy có nhiều mưu trí hơn, họ không bắt chước các doanh nghiệp khác mở rộng tuyên truyền quảng cáo. Du thuyết chào hàng khắp nơi, cố gắng vượt qua cửa ải thị trường suy yếu mà nắm lấy quan điểm kinh doanh của một xí nghiệp hiện đại, chất lượng, sức sống của sản phẩm, dùng phẩu để trừ tân, xóa bỏ tâm lý sợ rởm của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm.